Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi test thử cho quý khách xem về cái súng phun sơn R110G13. Thì cái khuyến cáo của nhà sản xuất là khi mà chúng ta phun á, chúng ta sẽ để khoảng giữa khoảng cách phun và của súng và vật gần phun là khoảng 20. Thì đây tôi đã đề đây là 0, 5, 10, 15, 20, 20cm đây. Chúng ta sẽ đề vào đây là 20cm đó, và chúng ta sẽ phun. Thì cái bề rộng của cái súng, độ xòe của cái súng này đó khoảng 220mm đó. Đó, ta thử này. Rồi ta mở hơi ra. Giờ ta thử nhé. Tôi mở độ trục xòe để súng ra. Thì trên đây thì công ty Vingroup Việt chúng tôi đã giới thiệu cho quý khách về cái súng phun sơn R110G13 của hãng Prona Đài Loan. Thì để ủng hộ kênh thì quý khách vui lòng like, share và subscribe để nhận được các clip mới nhất. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách.